rừng núi là si là son mây về mây hai ba là si đô rê rê mi rê đô si son là hai ba là si đô rê mi son mi hai ba mi si la son son la si đô si son la dương núi. Chúng ta chỉ cần đánh đúng vào âm và đánh cái vòng này thì chúng ta có thể áp dụng cho intro hay là gian tấu cũng được. Người tham quan sách này hay thì mình có thể liên hệ cho thì còn gan số điện thoại 0973675251 để đặt sách và đặt video thì có gửi về tận nhà và thăm bán tại nhà luôn nha. Xin chào mọi người và chúc mọi người sức khỏe nha. Xin chào mọi người đến với trung tâm âm nhạc thể organ. Hôm nay thì sẽ quay review lớp học đệm đàn organ dành cho người lớn và thiếu nhi, học trên những cây đàn đầy đủ chức năng và đầy đủ dữ liệu và chúng ta học luôn. Bây giờ thì sẽ quay trực tiếp và cho mọi người cận cảnh lớp học như thế nào nha. Giờ thì sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Đây là các thầy đang hướng dẫn. Ngoài thì hướng dẫn ra thì có thầy Luân và thầy Nghĩa hướng dẫn nhau rồi. Chúng ta sẽ được học trực tiếp trên đàn F970 cho người lớn, đúng không? Đây. Đó. Người lớn đang học đệm. Đó. Người đang học đệm đó, học trên đàn 710, 910. Đó. Ở đây là có một anh đang học đệm điệu Chuchacha. Đó. Mọi người có nhu cầu đăng ký học có thể liên hệ số điện thoại 0936050321 tại trung tâm âm nhạc Thị Hồng Gian nha. Buổi sáng cái này rất là đông. Đó, đây là trung tâm âm nhạc Thị Hồng Gian thì sẽ quay review cho mọi người. Mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại nha.